Quý vị thân mến, có câu nói như thế này: học nói thì chỉ mất 2 năm, nhưng học im lặng thì phải mất cả đời. Quả thực, hầu hết những người mà thành công ấy thì luôn biết cách lên tiếng đúng lúc và im lặng đúng cách. Họ sẽ không bao giờ nói mà không có lý do, cũng sẽ không bao giờ nói những cái điều vô nghĩa, vì như thế sẽ lãng phí thời gian, tự chuốc lấy cái họa cho bản thân nếu như mà mình lỡ nói sai. Với họ thì lời nói là một cái loại tu luyện trong cái cuộc sống. Bởi vì những cái điều tốt đẹp nếu mà nói đúng sẽ dễ dàng thúc đẩy cái sự thành công, đạt được những cái thành tựu như mong muốn. Một người khôn ngoan hiểu rằng im lặng không phải là một cái sự chịu đựng chấp nhận thua cuộc, càng không phải là cái loại sự yếu đuối. Im lặng là một cái nghệ thuật mà các bạn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thấu được. Trong nhiều trường hợp, sự im lặng khiêm nhường của bạn còn đáng giá hơn cả ngàn lời nói. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Tử Thông chiêm nghiệm những cái điều này quý vị nhé. Thứ nhất là lời nói phát ra thì không bao giờ lấy lại được. Thưa quý vị, lời nói giúp cho con người thấu hiểu nhau, xích lại gần nhau hơn. Nhưng mà đôi khi một lời nói cũng có thể hủy hoại một cái mối quan hệ tốt đẹp. Lời nói có thể khiến cho những người khác vui sướng, hạnh phúc. Nhưng một lời nói vô tình hay là chú ý có thể khiến cho con người ta cảm thấy tổn thương sâu sắc. Nếu như mà các bạn giữ cái thói quen nói ra tất cả, không suy nghĩ gì cả, chỉ cần mình được nói ra cái quan điểm của mình và bất chấp đến cùng, thì sẽ có những cái lúc các bạn nói ra những cái điều không phải, thậm chí là gây tổn thương đến những cái người đối diện. Cho nên các bạn cần phải học cách kiểm soát chính mình và giữ im lặng đúng lúc. Bởi đôi khi lời nói thực ra chẳng có cái ý nghĩa gì cả, nhưng mà không nói thì tốt hơn. Nếu không nói ra thì người khác sẽ không thể hiểu được cái ý của bạn là gì, từ đó sẽ không gây ra những cái mâu thuẫn đó. Lâu nay chúng ta vẫn thường nghĩ rằng im lặng sẽ làm cho những người khác cảm thấy ngột ngạt. Ai trong chúng ta cũng đã từng cảm thấy là khó xử khi mà chẳng có gì để nói, dẫn đến là cái việc cố gắng nói ra những cái điều lan man, thậm chí là vô nghĩa. Tất cả còn chỉ tùy thuộc vào cái việc bạn ở trong cái hoàn cảnh nào. Nếu như người bạn của bạn đang gặp phải rắc rối và cần được chia sẻ, thì hãy cho họ những cái khoảnh lặng để họ trút ra những cái gì sâu thẳm nhất ở trong lòng. Chẳng ai biết được liệu những cái gì bạn nói ra có giúp được cho người kia trở nên tốt hơn hay không. Nhưng một lời nói mà đã nói thì không thể nào rút lại được, nên là chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi nói. Đừng để lời nói thành cái vũ khí vô tình mà làm tổn thương đến những người khác quý vị nhé. Thứ hai, im lặng là vàng. Thưa quý vị, im lặng là cái cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan của con người trong cái cuộc sống này. Từ nền tảng của cái sự im lặng là khôn ngoan đó, chúng ta sẽ biết nên nói lúc nào và nói những gì. Im lặng là không nên nói trong những cái lúc mà không cần thiết, vì lời nói đó có thể đem lại cái tai họa cho bản thân hoặc là làm tổn hại đến những người khác. Im lặng để lắng nghe những người khác, để học hỏi, để thể hiện cái sự tôn trọng. Im lặng còn thể hiện cái sự điềm tĩnh, suy nghĩ chín chắn, nhận thức về bản thân và cuộc sống. Trước khi nói hay là hành động thì im lặng sẽ là để giữ cái hòa khí trong những cái xung đột hay là trong những cái va chạm. Im lặng còn là một trong những cách để thể hiện cái thái độ đồng tình hay là phản đối trước một cái vấn đề nào đó. Im lặng để đồng cảm, để chia sẻ với những cái nỗi đau của những người khác. Im lặng cũng để cảm nhận cái vẻ đẹp của cái cuộc sống xung quanh mình, để nuôi dưỡng cái tâm hồn mình. Im lặng cũng là để yêu thương, để tha thứ và là cuộc sống. Im lặng đôi khi lại là cái câu trả lời tốt nhất. Hãy để mỗi lần im lặng là một lần mà cảm thấy được bình yên. Thưa quý vị, dù thời gian không biết nói, nhưng mà nó sẽ luôn cho bạn một cái câu trả lời chính xác nhất. Người nào học được cái cách trầm tĩnh và trưởng thành thì người đó sẽ luôn nhận được cái phần thưởng xứng đáng trong cuộc đời quý vị nhé. Thứ ba, lắng nghe bạn sẽ học được nhiều hơn. Quý vị thân mến, nếu mà im lặng là vàng thì lắng nghe lại là kim cương. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà bạn nói thì bạn chỉ nói ra những cái gì mà bạn biết. Nhưng mà khi bạn nghe
thì các bạn sẽ có thể học được rất nhiều điều. Nhưng mà thói quen thường thấy của chúng ta là những gì mà mình biết thì phải nói cho bằng hết. Vì hiếu thắng nên là chúng ta nói bất chấp, luôn cho rằng mình là những người đúng, đúng nhất. Đôi lúc còn cảm thấy là khó chịu khi mà mình không nói ra được hết cái quan điểm, hết cái suy nghĩ của mình. Bởi sợ rằng không nói ra thì người khác sẽ nghĩ là mình kém hiểu biết. Xong, đến khi trưởng thành hơn thì cũng là lúc mà chúng ta trở nên trầm tư hơn, điềm tĩnh hơn, kiệm lời hơn. Không phải là vì bất mãn với cuộc đời hay là vì cái lý do gì khác, mà vì chúng ta đủ sâu sắc để hiểu rằng đã đến lúc chúng ta cần im lặng để mà lắng nghe. Im lặng không phải là không nói chuyện hoặc là thờ ơ với những cái lời nói của những người khác, mà im lặng là để lắng nghe và cho người khác có cơ hội được bày tỏ cái quan điểm của họ. Mỗi chúng ta thì đều có những cái thiếu sót nhất định. Biết lắng nghe những người khác cũng là cái cách để chúng ta trau dồi thêm những cái kiến thức còn thiếu cho mình. Hơn nữa, có đôi khi người ta sẽ tìm đến bạn không phải để nói chuyện với bạn, mà là họ cần bạn im lặng để họ chia sẻ và cần bạn lắng nghe. Cái sự chân thành lắng nghe của các bạn không chỉ giúp cho họ vững tin cái tinh thần, giúp cho họ vượt qua được những khó khăn, mà còn giúp tăng thêm cái niềm tin của những người khác vào bản thân mình. Quý vị đừng để đến cái khi đã có tuổi rồi mới nhận ra cái điều ấy, mà hãy học cách sống, học cách lắng nghe ngay từ bây giờ quý vị nhé. Thứ tư là lên tiếng đúng lúc. Quý vị thân mến, lắng nghe giúp các bạn học được nhiều điều, nhưng mà không có nghĩa là các bạn chỉ im lặng mà không nói. Các bạn cũng nên chọn lọc những cái thời điểm để nói và suy nghĩ kỹ trước khi nói, cũng như là gì tiếp nhận những cái quan điểm của những người khác đưa ra. Bởi lên tiếng là để khẳng định cái giá trị bản lĩnh, thể hiện cái sự chủ động, cái sự tự tin trong cái việc bày tỏ quan điểm của mình, trong cái việc bày tỏ chính kiến của mình. Lên tiếng là để đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu và bênh vực những cái tốt, những cái yếu bị chà đạp. Lên tiếng để bày tỏ cái tình yêu thương, động viên, chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Lên tiếng để mang niềm vui, mang tiếng cười cho cái cuộc đời này. Mỗi chúng ta thì cần nhận thức đúng cái hoàn cảnh, đúng cái vị trí của mình, có lý trí sáng suốt, có tấm lòng nhân ái, có trái tim nhiệt huyết và dũng cảm, để mà biết khi nào chúng ta cần lên tiếng và khi nào chúng ta cần im lặng. Nên nhớ rằng các bạn cần phải trở thành một người có cái tiếng nói và có sức mạnh, không cần nói quá nhiều, nhưng mỗi câu nói ra thì đều phải đi vào lòng người, và quan trọng nhất là phải thành thật với chính bản thân mình quý vị nhé. Quý vị thân mến, tạo hóa cho chúng ta một cái lưỡi để nói, nhưng lại cho chúng ta đến hai cái tai để nghe. Nghĩa là chúng ta cần phải nghe gấp đôi lần chúng ta nói. Hãy để cái lời nói của các bạn trở nên giá trị hơn nhờ cái sự cân nhắc kỹ càng và tiếp thu được những cái kiến thức của những người khác. Biết cách nói chuyện là cái kỹ năng cần thiết. Nhưng kỹ năng quan trọng hơn chính là khi nào chúng ta nên im lặng. Bởi đôi khi im lặng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với là một cái lời nói hoa mỹ có cánh quý vị nhé. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta nên học cách im lặng đúng lúc để mà tìm ra cái con đường dẫn đến thành công. Đồng thời, để cái tâm thái của mình nó luôn được lạc quan trước bất kỳ cái chuyện gì xảy ra. Và dưới đây là cái thời điểm trong cuộc sống mà các bạn nên giữ im lặng quý vị nhé. Thứ nhất là khi không có thông tin sự thật. Thưa quý vị, Albert Einstein, nhà vật lý học người Đức cũng đã từng nói, người không quan trọng sự thật trong những cái vấn đề tiểu tiết thì cũng không tin cậy được trong những cái việc lớn. Cái điều đó cho thấy là trong cuộc sống hay là trong công việc thì các bạn luôn nhớ tuân thủ ba nguyên tắc: sự thật, trung thực và hữu ích. Các bạn có thể đồng ý hoặc là không đồng ý với cái quan điểm này, nhưng việc nói về một cái chủ đề mà bạn không có cái thông tin chính xác có thể bị xem là vô nghĩa. Còn nếu như mà đó là một cái vấn đề mà nhạy cảm thì chúng ta hãy cố gắng giữ im lặng cho đến khi mà chúng ta biết tất tần tật sự thật quý vị nhé. Thứ hai, khi lời nói có thể làm xúc phạm đến người khác thì cũng nên im lặng là vàng. Quý vị thân mến, giữa một cuộc thảo luận sôi nổi có thể bạn đã nói điều gì đó làm tổn thương đến người khác. Đôi khi chúng ta thốt ra lời nói xúc phạm người khác do ghen tị hoặc là do để thị uy. Nó thường là những cái lời nói theo kiểu là châm biếm. Những điều đó
không làm giảm cái tính xúc phạm của những cái lời nói. Nghiêm túc với bản thân, các bạn sẽ thấy hậu quả của những lời nói này nói chung ấy thực sự là nghiêm trọng. Cho nên trong một cuộc tranh cãi, sự im lặng sẽ giúp cho các bạn lắng nghe tốt hơn. Khi ấy, im lặng là cái câu trả lời mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng giúp các bạn giữ được cái hình tượng hơn. Đấy, hơn là gì? Cố tỏ ra cái vẻ uy thế. Nếu như mà các bạn cần đưa ra những cái nhận xét về ai đó hay là gì, những cái sự việc nào đó mà mình không thích ấy, thì hãy dành 5 giây im lặng tập trung suy nghĩ trước khi nói quý vị nhé. Thứ ba, khi cảm xúc tiêu cực đang cao trào. Đó. Thưa quý vị, khi các bạn đang bực tức thì chẳng có quy định nào nói rằng các bạn phải nói chuyện với mọi người khi mà ở cái tâm trạng tồi tệ như thế này cả. Những cái cảm xúc tiêu cực có thể khiến cho các bạn đi vào cái con đường mà các bạn không mong muốn. Cái sự tức giận không thể giải quyết được bất kỳ cái vấn đề gì, thậm chí còn đẩy bạn đi xa hơn theo cái chiều hướng xấu hơn nữa. Cổ nhân có dạy, giận quá thì mất khôn. Ý chỉ rằng khi mà nổi nóng thì đừng nên đưa ra cái câu trả lời nào. Bởi lúc đó thì nhiều người không suy nghĩ gì khi mà nổi giận. Đấy. Chỉ nói theo cái cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần khiến cho đối phương bị tổn thương là việc gì họ cũng có thể làm. Câu nói nào họ cũng có thể nói ra cho bằng được. Nhưng mà đến lúc bình tĩnh lại thì các bạn mới thấy là ân hận và hối tiếc về những cái điều mà mình nói ra. Rất nhiều người phạm phải cái sai lầm là đưa ra cái quyết định khi nóng giận, để rồi bản thân chính là những người bị thiệt thòi. Vậy nên muốn gì thì muốn. Nếu mà đang nóng giận, đầu óc chưa được suy nghĩ thấu đáo thì đừng đưa ra cái câu trả lời. Hãy cứ gì bình tâm mà suy nghĩ. Khi mà cơn giận hay là những cái cảm xúc tiêu cực đi qua thì hãy nói quý vị nhé. Thứ tư, khi bạn không có gì để nói. Thưa quý vị, trò chuyện giữa những người bạn là cái điều tốt đẹp để tăng thêm cái mối quan hệ. Nhưng tại sao chúng ta lại cảm thấy là phải nói cái điều gì đó mà mình lại không có cái điều gì đó để nói? Không ai khen bạn nói nhiều khi mà lời nói đều sáo rỗng hoặc là gì? Rỗng tuếch. Các bạn hãy nhớ cái nguyên tắc trước tiên của lời nói, đó chính là đừng chỉ nói cho có. Nếu mà lời nói của các bạn không đóng góp được gì thì tốt nhất là hãy giữ im lặng. Các bạn có thể gặp cái hành vi nói cho có ở cái nơi làm việc rất là nhiều, đôi khi theo cái kiểu là để nịnh hót hoặc là do là gì quá bốc đồng đấy. Chắc chắn là chẳng ai thích những người như vậy cả. Thứ năm, khi đó không phải là nơi để nói. Quý vị hãy nghĩ mà xem, nếu mà như mà quý vị đang cố gắng nói chuyện với một người không hiểu hoặc là không muốn hiểu cái quan điểm của mình ấy, thì các bạn sẽ không thể thay đổi được họ và họ cũng không bao giờ cho bạn là đúng. Vì vậy, hãy giữ im lặng và dành lời nói của bạn cho những cái cuộc trò chuyện khác hữu ích hơn. Thực tế là cái việc học tập, việc tập trung lắng nghe, việc chú ý hoàn toàn, tức là gì? Lắng nghe tích cực là rất là hiếm. Hiểu và có kỹ năng lắng nghe tích cực có thể dẫn đến những cái hiểu biết mới và mở rộng cái kiến thức và cải thiện cái cảm xúc, các mối quan hệ xung quanh của các bạn. Quý vị thân mến, có những khi chúng ta cần phải nói, thậm chí là phải nói nhiều để có thể mang lại cái lợi ích cho những người khác, để mà hòa giải, để mà hòa hợp, để mà cảm thông hoặc là để bảo vệ chân lý. Tuy nhiên, có đôi khi lại cần im lặng. Lúc đó cái sự im lặng lại có giá trị hơn nhiều. Pythagore cũng đã từng nói, im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan. Ai mà không biết im lặng là không biết nói. Im lặng là để lắng nghe nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Im lặng là để tránh những cái lời nói không cần thiết, tránh để cơn nóng giận khiến cho chúng ta làm tổn thương người khác. Im lặng là để chia sẻ, là để đồng cảm. Im lặng là để yêu thương và tha thứ. Đó chính là giá trị của sự im lặng. Thưa quý vị, như vậy Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái nội dung về sự im lặng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.